Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn 50 lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2019 thì cũng là một cái ngày cuối tháng rồi, thì cơ sở chúng em cũng có một đợt gọi là sale cuối tháng 3 nhé các bạn nhé. Riêng ngày hôm nay thôi thì em sẽ có bán hàng giảm giá rất là nhiều loại mặt hàng luôn các bạn ạ. Nên là các bạn thích loại lan nào thì đặt hàng trong ngày hôm nay sẽ có cái giá ưu ái hơn mọi hôm. Gọi là ưu ái ở đây thì em sẽ giảm bớt một phần nào đấy để cho đỡ vào cái tiền ship cho các bạn nhé. Đấy, em sẽ giảm mỗi loại độ khoảng 20-30 nghìn. Đó, nói chung là giá nó cũng sẽ dao động khá là nhiều á các bạn ạ. Phải nói là 2-50 nghìn mỗi loại. Thì có những loại em xả hàng nó chỉ giá bằng với cái giá, còn thấp hơn cả giá gốc em nhập vào. Đấy, có những loại là bằng và có những loại là thấp hơn. Đó, thì các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại. Thôi hôm nay em cập nhật một số điện thoại vẫn luôn thường trực hàng ngày thôi, là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn liên hệ vào số đấy cho em ạ. Và em còn một số nữa là 0967615815. Đó. Và rồi thì hình thức bán hàng của em là em sẽ bán hàng ship COD đi khắp cả nước cho các bạn, và sẽ có nhân viên giao hàng tận tay và thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn nhé. Và giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển đâu nhé các bạn nhé. Và bây giờ em đi vào báo giá chi tiết từng loại lan một luôn cho các bạn. Như ở đây thì mặt hàng này về lô nào là gần như là cháy hàng lô đấy. Đây là hàng Vĩ Bắc nha các bạn nhé. Hàng Vĩ Bắc thì bây giờ cây nó đang lên mầm rất là khỏe rồi các bạn ạ. Đó, hàng Vĩ Bắc thì mới hết mùa hoa năm nay. Như các bạn ở trong miền Nam ấy thì chơi hoa và gần như là chỉ sau Tết một lúc một chút thôi. Như các bạn mà khu vực nắng quanh năm ấy, thường là nó nở hoa vào Tết ấy. Hàng Vĩ Bắc có giá là 260.000 ạ. Riêng phiên hôm nay là 260.000 nhé các bạn nhé. Đấy, nói chung là hàng này thì hàng nó cũng là hàng xô, không cũng chưa được lọc. Nó sẽ có cả hàng cây nhỏ và cây to nhé các bạn nhé. Nhưng mà tỷ lệ cây nhỏ cực kỳ là ít thôi, như các bạn biết đấy. Đó, 260.000 ạ. Và còn đây em còn một vài phần Trần Tuấn. Một vài phần Trần Tuấn đây thì nay em bán chia sẻ cho mọi người. Mỗi phần là 180.000 này. Thường thường thì những phần này đều là rơi vào 200.000 một phần, nhưng mà nay em chỉ để cho các bạn là 180.000 một phần thôi ạ. Đó, em có 3 phần đây nhá, 4 phần nhá. Đó, 3-4 phần đấy ạ. Và tiếp theo đây em có hàng trâu kg này. Lan đây trâu hàng kg này là 600.000 một kg các bạn nhé. 1 kg nó rơi khoảng 5 cây. Đó, 4 hoặc 5 cây nha các bạn. 1 kg 4 hoặc 5 cây ạ. Có cả những cây nó lác đác nhỏ như này nha các bạn. Đó, đấy, là 600.000 một kg. Các bạn mà thích lấy nhiều cây hơn á thì em sẽ để cho các bạn là lấy những cây nhỏ nhỏ hơn cho các bạn, là nó sẽ rơi vào độ khoảng 6 đến 7 cây. Đấy, các bạn thích nhiều đầu cây mà lấy cây nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi thì nó cũng là giá là 600.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, em bán các bạn còn những cây to như bên này đây thì nó rơi vào độ khoảng 4 hoặc 5 cây một kg. Và còn trên này đây em có kiểu vàng. Kiểu vàng phiên hôm nay thì có giá là 150.000 một kg thôi các bạn ạ. Cây nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa, nó không được to đẹp lắm đâu, nên là có giá là cũng rất là rẻ, 150.000 một kg thôi ạ. Đấy, kiểu vàng thì bây giờ cũng đang là mùa hoa rồi nhá các bạn nhá, mùa hoa mùa nụ nhá. Như chỗ này đây thì em vẫn chưa thấy có nụ đâu. Đấy, cái lô này chưa thấy có nụ đâu này. Cây nó cũng hơi nhỏ nhỏ hơn những cái lô trước nhé các bạn. Ôi, như thân này là bị gãy này, lẫn lộn này. Đó, kiều vàng 150.000 một cân ạ. Và đây em còn một phần thập hoa. Cái phần thập hoa này thì em để chia sẻ với mọi người là 100.000 ạ. Phần thập hoa này
nó phải trên hơn 1 cân, gần 2 cân đấy ạ. Còn đây còn có một phần sơn thủy tiên nữa này, phần sơn thủy tiên cũng 100.000 này đó. Và còn đây có một dề hoàng thảo xoắn nhá, dề hoàng thảo xoắn này em chia sẻ với mọi người là 200.000 đây, dề hoàng thảo xoắn nhá các bạn. Hoàng thảo xoắn thì cho bông rất là đẹp luôn ạ. Dề hoàng thảo xoắn thì cho bông họng tím và cánh hồng nhá các bạn nhá, họng tím cánh hồng như này nhá, đấy cánh hồng cánh tím nhá, rất là đẹp luôn ạ. Hoàng thảo xoắn là 200.000 nhá, dề có một dề duy nhất thôi riêng trên hôm nay. Và còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì nay em bán chia sẻ mọi người là 250.000 một kg thôi này. Hoàng thảo vôi luôn nó có giá là giữ giá là 260.000 đấy ạ. Thì nay em bán là 240.000 một kg nhé các bạn nhé. Đó. Còn loại hàng cây giống đây. Loại hàng cây giống ấy 240 giảm 20.000. Hoàng thảo vôi là 240.000 một kg nhé, loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Đó. Còn loại hàng giống thì đây cây nó ngắn ngắn thôi, độ khoảng 10 phân 5 phân thôi. Nên là có cái giá cũng rất là rẻ. Nhớ các bạn nhé. Chỉ 200.000 một kg thôi này. Đó. Hoàng thảo vôi. Cái này thì cây đẹp rồi. Đấy. Đây các bạn nhặt vào cây đẹp nó dài như này. Đó. Đây như này là trên 20 phân rồi này. Còn cái loại giống là nó độ khoảng 5-10 phân thôi nhớ các bạn nhớ. Cái thân nó. Còn đây là Vanda. Vanda Hương Chanh có giá 150.000 một cân ạ. Loại hàng này rất là rẻ rồi. Đấy. 150.000 một cân. Và đặc biệt ở đây có một dề Vanda Hương Chanh nhé. Dề Vanda Hương Chanh này em để giá cho mọi người. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn này. Để giá chia sẻ với mọi người là 250.000 nhé dề này. Đấy lá xếp cây thẳng đứng rất là đẹp luôn ạ. Đó. Và rất là to. Em đếm ngọn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn. Tất cả mẹ cả con nhé các bạn nhé. Đấy cả cái ngọn nhỏ nhỏ này. Đó ngọn nhỏ nhỏ bên dưới đấy. Đó 250.000 nữa dây này. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Cây cực kỳ cứng cáp khỏe. Đó. Còn hàng kg đây thì là 150.000 một kg nhé các bạn. Toàn chủ yếu cây lá xếp thôi. Riêng Vanda Vanda Hương Chanh có lác đác một số cây vẫn còn đang có nụ đây. Đấy như cây này đây đang có nụ này, 3 nụ luôn, 4 nụ luôn các bạn ạ. Cây này đang có 4 nụ này. Nhưng mà tỷ lệ cây có nụ là bây giờ là cực kỳ ít rồi. Tại vì cây nó nở hoa. Bây giờ đang là cuối mùa hoa rồi các bạn ạ. Chắc chỉ có mỗi thân này là đang có nụ thôi các bạn. Đó. Và còn đây là cái dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Dáng hương miệng kín hai thùy thì em còn đây độ khoảng 4kg đây. Mỗi kg là 100.000 một kg thôi ạ. Dáng hương miệng kín hai thùy nhé. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp đây. Thân dài trên 20cm trở lên hết. Nhớ các bạn nhé. Thì có giá là 280.000 một cân. Nhưng mà nay em chỉ bán giá là 260.000 một cân này. Lấy giảm 20.000 so với giá mọi khi nhé các bạn nhé. Giá bình thường nhé. Nay chỉ có 260.000 một cân thôi. Long tu xuân loại hàng đẹp. Và loại hàng cây giống này, long tu xuân hàng cây giống này 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó 200.000 một cân ạ. Long tu xuân thì cũng mới hết mùa hoa nhé các bạn. Bây giờ cây đang lên những mầm gốc. Loại hàng giống này em cũng đang ghép vào vườn rất là nhiều. Để sang năm chúng em sẽ có hàng thuần vườn để xuất cho các bạn nhé. Đấy. Dòng này thì cực kỳ là dễ thuần. Và còn đây em có ít quế. Cái này là quế trắng quế tháng 8 nhé các bạn. Quế trắng quế tháng 8 có giá là 450.000 một cân ạ. Đấy dáng hương quế nhé. Dòng này thì sẽ cho hoa vào tháng 8, tháng 7, tháng 8. 450.000 một cân ạ. Và còn đây là kiếm đỏ Cao Bằng đấy ạ. Kiếm đỏ Cao Bằng đây thì mỗi bó này là 60.000 một bó nhé các bạn. 60.000 một bó. Ở đây có những bó như này đây. 60.000 một bó thôi ạ. Và còn đây em có một dề. Hai dề nhé các bạn. Đấy. Dề này là
hơn 1 kg luôn này. Dề này 180.000 thôi. Đấy, những dề này rất là tròn đẹp luôn ạ. Kiếm đỏi về chúng ta trồng chậu nhá. Dòng kiếm thì chúng ta trồng chậu bằng sơ dừa, dớn vụn hoặc là vỏ thông nhớ các bạn. Đấy, còn dề này thì dề này dề to hơn, dề số 2 này, này cho là dề số 2 đi, dề này to hơn. Dề này 300.000 ạ. Dề này khoảng 2 kg nhá các bạn. 300.000 ạ. Đấy, còn dề này này hơn khoảng cân hơn cân tí. Đấy là dề 180.000 nhá. Và còn đây em có cái kiểu vuông, kiểu mỡ gà nhé các bạn. Kiểu vuông, kiểu mỡ gà đây. Kiểu mỡ gà này có giá là 250.000 một cân đấy ạ. Kiểu mỡ gà đang chuẩn bị cho mùa nụ rồi nhé các bạn. Và cho bông màu vàng mỡ gà rất là đẹp luôn ạ. Nó là kiểu thân vuông, vuông dài, kiểu mỡ gà nhé các bạn. Ô, cái này là kiểu vàng, các bạn đã nhặt lấn vào không? Đấy, hàng rất là đẹp luôn, 250.000 một cân. Còn đây là ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc thì bây giờ đang sưng nụ nhé các bạn. Đây này, những cái nụ đang bắt đầu sưng như này rồi nhé các bạn. Ngọc thạch bắc loại hàng đẹp này có giá là 200.000 một cân. Còn loại hàng cây giống đây là nó ngắn dưới 20 cm trở xuống đấy các bạn ạ, là có giá là 160.000 một cân ạ, loại hàng cây giống ạ. Còn đây là loại hàng đẹp đây thì cây dài mướt mát luôn các bạn. Ôi, như cái này hết thân tơ. Loại cây này thì bây giờ đảm bảo có thân tơ để các bạn chơi hoa trong mùa tới nhé các bạn nhé. Đó, và cây đang lên nụ rất là nhiều rồi ạ. Và đây, ở đây nữa này. Đây em có mấy dề đây. Đấy, các bạn thích hàng dề thì em để hàng dề cho này. Đấy, như dề này đây thì 250 đây. 250 dề ngọc thạch to nhất nhá. Còn như dề này đây đang nụ chi chít này. Nụ rất là nhiều luôn. Đấy, nụ ra như ớt ấy. Hai dề này là 200 nữa này. Đó. Hai dề này là 200 nữa này. Nói chung là cái này là phần 1 đi. Là 250 này. Còn phần này là 200 nhá các bạn nhá. Hai dề này nhá. Và còn đây em có kim điệp xuân nhá. Kim điệp xuân thì bây giờ cây cũng mới hết mùa hoa và bây giờ đang lên những cái mầm gốc như này đây các bạn ạ. Mầm gốc đang lên rất khỏe rồi. Nên là chúng ta nên lấy sớm để tránh tình trạng là mầm gốc nó bị gãy nhá các bạn nhá. Đây, mầm gốc đang lên rất là chi chít luôn. Kim điệp xuân có giá rất là rẻ thôi, 150.000 một cân này. Đó. Thì nay em chỉ bán là 120.000 một cân thôi nhá các bạn nhá. 120.000 một cân ạ. Kim điệp xuân ạ. Và còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì chung loại hàng nó cũng bây giờ đang xuống lá để lên những mầm gốc thôi các bạn ạ. Thì nay cũng bán giá là 120.000 một cân nên là lan chuối ngọc nhé các bạn. Còn đây là lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì hàng thì nói chung toàn thân nhỏ và nó cũng xuống lá nhé các bạn. Thì nay chỉ có giá là 160.000 một cân thôi. Đấy, lan hoàng phi hạc nhá. Đây, hoa hoàng phi hạc đây các bạn. Một bông hoa hoàng phi hạc đây, cánh trắng họng vàng này. Đấy. Và cũng có cả những bông cánh trắng họng tím, họng đen, rồi là cánh xanh, họng xanh. Đấy, mặt bông nó khá đa dạng nhé các bạn nhé. Hoàng phi hạc có giá 160.000 thôi. Đây em giảm giá rất là nhiều luôn này. Đấy, giá bình thường của nó là 200.000 cơ. Đấy, những lô hàng này thì thân nó cũng nhỏ nhỏ và nó cũng không được đẹp mấy đâu các bạn ạ. Và rời rời nhiều thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, và có những khóm là nó cũng xuống lá khá là nhiều. Tại vì mùa này thì bây giờ nó đang xuống lá để lên những mầm gốc mới thôi các bạn ạ. Mới hết hoa, đang là mùa hoa mà. Và còn đây là long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím thì 200.000 một cân, em giảm giá còn 180.000 một cân thôi, còn độ khoảng 2 cân này. Đây này. Còn đây là ngọc thạch Lào. Ngọc thạch ba màu rừng Lào nhá. Thì loại này thì đã hết mùa hoa rồi các bạn ạ. Và thân nó cũng mảnh hơn cái ngọc thạch Bắc. Cái này thì nay em bán giảm giá cho mọi người còn độ khoảng 3 cân thì em bán
bác nào lấy hết là 500.000 này. Đấy. Còn là mua theo kg thì là 160.000 một kg này. Ngọc thạch rừng Lào nhé, 160.000 một kg. Và còn đây lan hải yến. Hải yến thì giá khá là đắt nên là em cũng bán rẻ rồi nên là cũng không giảm giá thêm nhé. 180.000 một kg ạ. Lan hải yến ạ. 180.000 một kg. Còn đây lan Điện Biên Đông luôn có giá là 200-220.000 một kg, 240.000 một kg. Nhưng nay em chỉ bán 180.000 một kg thôi này. Lan Điện Biên Đông nhé các bạn nhé. Đó. Thân vàng óng. Loại hàng này thì cực kìa đẹp, không hề bị gãy luôn. Thân nó vàng óng và rất là cứng cáp. Đấy, loại này chúng ta trồng đứng xuống chậu bằng vỏ thông hoặc sơ dừa. Lên chậu rất là đẹp. Và còn đây lan vải rồng. Vải rồng thì có giá 150.000 một kg. Đây ạ. Thì nay em chỉ bán là 130.000 một kg này. Đấy, vải rồng nhá các bạn nhá, 130.000 một kg thôi. Còn đây em có đùi gà tròn nhá các bạn nhá. Đùi gà tròn em có hàng dề đây, 1 2 3 dề này. 3 dề to vật vã luôn. Còn đây là hàng kg. Đấy. Đây là đùi gà tròn hàng kg nhá các bạn nhá, loại hàng đẹp nhá. Nói chung là phiên hôm nay thì em sẽ không lọc hàng nữa mà bán giá rẻ cho mọi người thôi. Đấy. Hàng đẹp, hàng xô lẫn lộn nhau nhá, là giá là 200.000 một kg thôi ạ. 200.000 một kg. Đấy, đùi gà giá rẻ cho mọi người ngày hôm nay này. Chứ giá bình thường của nó bây giờ cứ phải là 250.000 một kg, loại hàng đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, hàng mà cứ lúc vừa vừa thì cũng tầm 220, 230, 240. Đấy. Còn riêng hôm nay, lô hôm nay em chỉ bán có 200.000 một kg này. Còn hàng dề đây các bạn. Hàng dề đây em có dề này là gần 8kg này. Dề này to lắm, gần 8kg luôn. Thì em để giá cho mọi người là 1.600.000 này. Dề to khủng này. Đấy, gần 8kg luôn thì các bạn tưởng tượng là dề nó to như nào. 1.600.000 nhá. Còn ở đây dề có hai dề, mỗi dề khoảng 3kg nữa. Đấy, hai dề mỗi dề khoảng 3kg này. Mỗi dề khoảng 3kg, mỗi dề này là có giá là 700.000 một dề nhé các bạn. Đấy. Để cho là dề to này là dề số 1 nhé các bạn nhé. Là 1.600.000 này. Còn dề số 2 là dề ở giữa nhá các bạn. Đấy các bạn nhìn kỹ nhá. Là 700.000 này. Dề số 3 này cũng là 700.000 đây. Đó. Rất đẹp luôn ạ. Đấy. Đó. Bên này là thân già này, thân tơ ở bên kia hết nhá các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Còn đây thì dề này cũng vậy, ngang ngang nhau thôi các bạn ạ. Đó, 700.000 một dề. Còn hàng kg ở đây có 200.000 một kg thôi các bạn. Hàng rất là đẹp nhá. Còn đây đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt đây em bán hàng này thì em để giá cho mọi người là 140.000 một cân này. Em bán xả hàng nhá. Còn chỗ này thôi, nó đang xuống lá. Cây nó cũng mới tàn hoa nhá các bạn nhá. Nó đang xuống lá và chuẩn bị lên mầm gốc rồi nhá các bạn nhá. Cây nó mới tàn hoa. Đấy, đùi gà tròn thì vẫn còn lác đác, vẫn còn hoa đây, nhưng mà nó cũng đang là cuối mùa hoa đấy nhá các bạn. Đấy, còn đây là đùi gà dẹt đây thì có giá là 140.000 một cân thôi này. Bán với cái giá xả hàng nhá các bạn. Và còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì giá em nhập vào nay cũng bán xả luôn là 180.000 một kg thôi này. Đấy, kim điệp thơm nhé các bạn nhé. 180.000 một kg thôi ạ. Đó. Và đây là hoàng phi hạc. À đâu, em xin lỗi, đây là hoàng lạp. Lan hoàng lạp thì cũng mới tàn hoa nhé các bạn. Còn lác đác một vài cây là nó vẫn còn đang bông như này đây. Đấy, hoàng lạp đấy ạ. Đó. Bông hoàng lạp đây. Hoàng lạp luôn có giá là 150.000 một cân. Nay em chỉ bán 130.000 một cân nữa. Lan hoàng lạp nhé. Chỉ riêng không phiên hôm nay thôi.
Còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì có giá 180.000 một cân, em chỉ bán 150.000 một cân thôi này. Nhất điểm hồng nhá, đây là mặt bông nhất điểm hồng đấy ạ. Còn độ khoảng 5 kg thôi. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì xanh mướt luôn các bạn. Phi điệp vàng có khoảng độ 2-3 kg, 2 kg. Thì có giá là 150.000 một kg ạ. Đó. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà phiên ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Thì mọi người cũng đã biết giá chi tiết ở từng loại mà em đã báo giá. Ở đây thì chúng em đang gắn thẻ vào từng dề luôn này. Đấy, em báo giá dề nào các bạn ấy gắn thẻ luôn dề đấy. Là không hề bị nhầm lẫn được trong khi lúc đóng gói lan nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi Ngọc Bền cảm ơn tất cả quý vị các bạn Đam Mê Lan trên toàn quốc đã luôn đồng hành cùng kênh Lan Rừng Ngọc Bền ở Cao Bằng nhé. Em cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại clip sau ạ.